nhà. Hôm nay mình sẽ nói về Dell Latitude 6320. Đây là dòng laptop với kích cỡ màn hình là 13.3 inch, cực kỳ nhỏ gọn, xinh xắn và tiện lợi, mà giá thành thì cực kỳ phải chăng luôn. Hiện tại 6320 bên mình đang có hai cấu hình, một là Core i5, hai là Core i7. Core i5 hiện tại mình đang bán với giá là 4,5 triệu, và Core i7 thì chỉ có giá là 4,9 triệu mà thôi. Khá là hấp dẫn đúng không ạ? Tại vì không có một cái dòng laptop nào mà Core i7 mà có cái giá dưới 5 triệu như vậy. Chắc các bạn đã rất là quen thuộc với cái thiết kế của Dell đúng không ạ? Các cái dòng như là 6320, là 6420, 6520 thì đều có một cái thiết kế gần như na ná nhau, chỉ khác nhau về cái kích thước của màn hình mà thôi. Máy được làm từ hộp kim và nhôm với logo Dell quen thuộc. Mình sẽ nói về cái cấu hình của con máy với 6320 CPU Core i5. Với tốc độ xung nhịp 2520M với tốc độ xung nhịp là 2.5MHz up to 3.0 ở chế độ làm việc tối đa. Còn đối với lại Core i7 thì 2520M Core i7 với tốc độ xung nhịp là 2.7MHz up to 3.3 ở chế độ làm việc tối đa. Vega Intel HD Rapid 3000 giúp xử lý công việc một cách hiệu quả. RAM 4GB, ổ cứng HDD 250. Máy thì rất là dễ dàng cho các việc nâng cấp tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người. Tuy là dòng máy nhỏ gọn nhưng mà vẫn đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của người dùng với các cái cổng giao tiếp như là USB, cổng HDMI, cổng eSATA, cổng mạng, cổng máy chiếu và ổ đĩa quang. Máy được sử dụng cho các công việc văn phòng, Word, Excel, các công việc như Photoshop 2D. Các bạn chơi game như là Liên Minh hoặc là các cái game offline khác thì vô tư nha. Bên mình thì còn có các cái dòng với các cái kích thước màn hình lớn hơn như là 14 inch hoặc là 15.6 inch thì có đầy đủ trên website bảo hành trọn đời.com. Có một số bạn sẽ thắc mắc về cái chế độ bảo hành của bên mình, thì bữa nay mình cũng nói sơ qua luôn. Đó là hiện tại bên mình đang bảo hành với chế độ là 3 tháng, một đổi một trong 30 ngày nếu xảy ra bất kỳ lỗi gì về phần cứng. Còn phần mềm thì bên mình hỗ trợ trọn đời. Ví dụ như bạn mua máy trong cái thời gian sử dụng mà bạn không ưng ý, bạn muốn trả lại thì shop vẫn thu lại và hoàn lại cái số tiền lúc bạn mua. Hoặc là bạn có nhu cầu nâng cấp lên máy cao hơn thì bạn chỉ cần bù thêm cái phần tiền chênh lệch giữa con máy cao hơn và cái con máy mà lúc bạn mua mà thôi, không có mất mát gì hết, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nha. Các bạn hãy ghé với nhân laptop bảo hành trọn đời để lựa chọn cho mình một con máy ưng ý với nhiều mẫu mã rất là đa dạng. Hẹn gặp lại, bye bye.